Fort Placido. Đây là chương trình tin tức VOA Express của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20 tháng 2, 2012. Trà My kính chào quý vị. Vừa lúa của Việt Nam đang bị đe dọa, Tòa Bạch Ốc sẽ phản hồi thỉnh nguyện thư về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tình trạng nhân quyền Việt Nam bị chỉ trích tại Liên Hiệp Quốc. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Vùng đồng bằng sản xuất ra 85% gạo xuất khẩu của Việt Nam đang bị đe dọa bởi lưu lượng sông Mekong sụt giảm. Đó là cảnh báo từ chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về nguồn nước thuộc Ngân hàng Phát triển Á Châu, ADB, đưa ra ngày 20 tháng 2. Ông Arjun Thapan, cố vấn cấp cao của ADB về cơ sở hạ tầng và nguồn nước, cho biết lưu lượng sông không đủ, tình trạng ngập mặn và các phương thức tưới tiêu tại vùng châu thổ này đang đe dọa trầm trọng tới vựa lúa của Đông Nam Á. Đồng thời cũng khuyến cáo rằng nếu tất cả các dự án thủy điện được xây dựng như hoạch định, thì sản lượng cá xuyên khắp tiểu vùng sông Mekong mở rộng, có phần chắc sẽ giảm đi gần phần nửa. Các nhận định này được đưa ra nhân cuộc hội thảo 2 ngày khai diễn hôm 20 tháng 2 ở Bangkok bàn về phát triển nguồn nước, lương thực và năng lượng tại tiểu vùng sông Mekong mở rộng, quy tụ sự tham gia của Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và miền Nam Trung Quốc. Các chuyên gia của Ngân hàng Á Châu kêu gọi các nước trong vùng hợp tác trong một kế hoạch phát triển chung nhằm sử dụng nguồn tài nguyên nước phục vụ sản xuất lương thực và năng lượng một cách bền vững. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ hồi đáp thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Mỹ gốc Việt yêu cầu can thiệp để Hà Nội trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và các nhân vật tranh đấu dân chủ tại Việt Nam. Chiến dịch thu thập chữ ký cho thỉnh nguyện thư We the People do đài truyền hình SBTN của cộng đồng Việt Nam ở Mỹ khởi xướng ngày 8 tháng 2, cùng với sự hợp tác của các cộng đoàn người Việt tại Mỹ, đã thu được trên 56.000 chữ ký sau chưa đầy 2 tuần phát động. Điều kiện để được Tòa Bạch Ốc trả lời là 25.000 chữ ký trong thời gian một tháng. Nhạc sĩ Nam Lộc, một nhà vận động lập pháp và là một trong những người tiên phong ký tên vào thỉnh nguyện thư cho VOA Việt ngữ biết. Chúng tôi quan tâm đến số phận của nghệ sĩ Việt Khang cùng những nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy một nhạc sĩ chỉ nói lên cái tấm lòng yêu nước của mình cũng sự quan tâm đối với đất nước mà bị bắt. Chúng tôi cảm thấy rằng mình có bổn phận tranh đấu cho quyền được ngỏ tâm tư của mình qua âm nhạc. Phong trào này chúng tôi sử dụng cái phương tiện dân chủ ở Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc đã chính thức liên lạc với những người thực hiện thỉnh nguyện thư này. Theo dự trình thì chính đích thân Tổng thống Obama vào ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 3 sẽ tiếp xúc và khoảng 100 người Việt Nam là những người đã ký tên vào thỉnh nguyện thư này. Trang mạng We the People do Tòa Bạch Ốc phát động là một diễn đàn tạo cơ hội cho mọi công dân Hoa Kỳ viết và ký thư thỉnh nguyện về các vấn đề ảnh hưởng tới nước Mỹ. Một thỉnh nguyện thư đạt số chữ ký yêu cầu sẽ được các chuyên gia phụ trách chính sách của chính quyền xem xét và người ký đơn sẽ nhận được phản hồi chính thức từ Tòa Bạch Ốc. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Nhạc sĩ Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, bị bắt từ cuối năm ngoái về tội chống phá nhà nước sau khi sáng tác và trình bày hai ca khúc mang tên Anh là ai và Việt Nam tôi đâu. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một thành viên trong liên đoàn, kêu gọi chính quyền Hà Nội mạnh mẽ cam kết loại trừ tình trạng phân biệt sắc tộc tại khóa họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về bài trừ nạn phân biệt chủng tộc diễn ra ở Geneva đầu tuần này. Trong báo cáo phản biện dày 30 trang gửi tới Liên Hiệp Quốc với nhan đề vi phạm những quyền căn bản của các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nêu rõ những quan ngại trước việc thực thi Công ước Quốc tế về loại trừ mọi hình thức phân biệt chủng tộc ở Việt Nam mà Hà Nội đã tham gia ký kết từ năm 1982. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban và là người trình bày bản báo cáo này tại Liên Hiệp Quốc ngày 20 tháng 2, phát biểu với Ban Việt ngữ Đài VOA. Thành viên của Liên Hiệp Quốc mỗi lần mà ký kết thì phải mỗi 2 năm tới phúc trình một lần, nhưng mà Việt Nam theo lẽ đó phải đến phúc trình 15 lần rồi, mà năm nay mới lần đầu tiên đến. Sáng nay tất cả các đại biểu mà có phúc trình phản biện được lên tiếng, tôi cũng đã có trình bày đánh giá rằng cái bản báo cáo của Việt Nam thì nó chỉ gồm một cái danh sách rất là dài về những cái văn bản pháp luật được thông qua gọi là để bảo vệ các quyền cho các dân tộc ít người.
Nhưng mà thực tế thì các luật pháp của những cái văn bản này không được thực thi. Đặc biệt chúng tôi lên tiếng nói tới cái chính sách của Đảng Cộng sản đã điều kiện hóa cái pháp luật Việt Nam, khiến cho những cái quyền của người dân tộc ít người bị tiêu hủy. Hiện nay cái sự ngăn cách giàu nghèo là một cái hố sâu rất báo động. Năm 1990 thì có 18% người nghèo trong các dân tộc ít người, thì năm nay đã tăng lên 56%, tức là 9 lần hơn những người Kinh. Và đặc biệt cái sự kỳ thị tôn giáo trong những dân tộc ít người là một chính sách có chủ tâm của nhà nước và Đảng, khiến cho những cái người Thiên Chúa giáo Mông hay là người thường, người Phật giáo Khmer Khôm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa Hảo, Cao Đài là những cái đối tượng bị cầm tù, tra tấn, quản chế tại gia, bị công an theo dõi, bị hăm dọa sách nhiễu trong cái đời sống hàng ngày. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền bà Suhay Bel Hassan cho rằng quyền lợi từ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam không được thụ hưởng đồng đều trong dân chúng, đặc biệt là đối với các sắc tộc thiểu số, những thành phần còn bị bỏ xa so với đồng bằng người Kinh trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và công ăn việc làm. Nguyên nhân là do việc thực thi luật pháp và các công cụ chính sách mang tính phân biệt với mục đích kiểm soát không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Trong số các khuyến nghị được đưa ra, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam yêu cầu Hà Nội phải cải cách chính trị và pháp lý để bài trừ nạn phân biệt sắc tộc, chấm dứt đàn áp tôn giáo và công nhận thẩm quyền của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về bài trừ nạn phân biệt chủng tộc để Ủy ban có thể trực tiếp thu nhận khiếu kiện của các nạn nhân. Hòa thượng Thích Quảng Độ hiện đang bị quản chế tại Việt Nam, gửi thơ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, ủng hộ công cuộc tranh đấu của người dân Tây Tạng trước sự kèm kẹp của Trung Quốc. Bức thư của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đề cập đến hàng chục trường hợp tự thiêu của các tăng ni Tây Tạng trong năm qua và nhấn mạnh hành động của Trung Quốc đàn áp tại nhiều khu vực của người dân Tây Tạng là một thách thức cho toàn thể nhân loại. Ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho biết. Cái việc này nó cũng giống như người Việt Nam mình nói là đồng bệnh tương lân đó. Hai cái dân tộc Tây Tạng và Việt Nam thì đều bị sự hoành hành, hiếp chế của các đảng Cộng sản. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thấy mình có bổn phận phải ủng hộ cái cuộc tranh đấu chung đi tới một cái đường lối hòa bình, tự do và nhân bản. Cái ý nghĩa của bức thư vừa qua đó là một sự chia sẻ giữa những người bị áp bức giữa hai dân tộc Tây Tạng và Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Độ nói ông có chung khát vọng về quyền tự do giống như nhân dân Tây Tạng và cho biết là tại Việt Nam có 22 trường hợp đã tự thiêu để kêu gọi quyền tự do tôn giáo kể từ khi Cộng sản lên nắm quyền cai trị năm 1975. Hôm 20 tháng 2, Nam Triều Tiên mở một cuộc diễn tập quân sự thường kỳ ở gần vùng biển có tranh chấp với Bắc Triều Tiên, bất chấp lời đe dọa của miền Bắc là sẽ trả đũa nếu biên giới bị xâm phạm. Các cuộc tập trận sẽ sử dụng pháo binh, súng cối, máy bay trực thăng và được diễn ra trong khu vực Hoàng Hà mà vào năm 2010 đã bị Bắc Triều Tiên pháo kích, khiến cho 4 người Nam Triều Tiên thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa không nương tay trong trường hợp bất kỳ vùng biển nào của họ bị xâm phạm do cuộc tập trận này. Bắc Triều Tiên cũng khuyên người dân của năm hòn đảo ở tuyến đầu hãy di tản để tránh những vụ pháo kích trả đũa. Cho tới giờ này, chưa có tin nào về hành động của Bắc Triều Tiên tại đây. Một phát ngôn viên của Nam Triều Tiên nói rằng nước ông sẽ không rút lại các cuộc thao dượt quân sự. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ tham gia các cuộc tập trận chống tàu ngầm ở Hoàng Hà trong tuần này. Ngoài ra, vào ngày 27 tháng 2, hai nước cũng bắt đầu cuộc tập trận đầu tiên trong hai cuộc tập trận quy mô sử dụng hàng ngàn binh sĩ của cả hai nước. Nam Triều Tiên thường tiến hành những cuộc thực tập pháo binh tại những hòn đảo ở gần biên giới có tranh chấp. Các đảo này nằm ở vùng biển phía Tây, bán đảo Triều Tiên. Trong ngày thứ nhì của chuyến đi Ireland, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác nhận quyết tâm giao tiếp của Trung Quốc với châu Âu. Ông cũng nhắc lại là Trung Quốc đang xét đến chuyện đầu tư thêm để giúp ổn định đồng euro đang gặp khó khăn. Trong khi thảo luận với Thủ tướng Enda Kenny của Ireland hôm 19 tháng 2, ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc ủng hộ việc ổn định đồng euro và khu vực sử dụng đồng euro. Thủ tướng Ireland nói nước ông sẵn sàng xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc và hy vọng sẽ hợp tác thêm về thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp và du lịch. Whitney Houston, nữ danh ca từng đoạt giải Grammy, đã được an táng hôm 19 tháng 2 tại một buổi lễ diễn ra trong vòng riêng tư ở bang New Jersey, tiểu bang sinh quán của cô. Các fan của Whitney Houston đã đứng dọc hai bên đường và ngay trước cổng nghĩa trang để bày tỏ lòng quý mến lần chót đối với siêu sao của dòng nhạc pop, được đưa đến nghĩa trang bằng chiếc xe tang màu vàng kim.
cô được chôn bên cạnh cha cô tại nghĩa trang Fairview thuộc thành phố Westfield. Tuần trước, danh ca kiêm diễn viên điện ảnh 48 tuổi, 6 lần đoạt Grammy, đã qua đời trong phòng tắm khách sạn Hilton ở thành phố Los Angeles. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình tin tức VOA Express của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20 tháng 2, 2012. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình sau. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Đến với voatiengviet.com để cập nhật tin tức, xem các video thời sự phóng sự, học tiếng Anh, tìm hiểu về nước Mỹ, trực tiếp thảo luận trong chương trình tạp chí thanh niên, bình luận với các blogger của VOA, hỏi đáp y học, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ.